は、ラクラクのランです。今回の動画では、ベトナム人の女の子の好きな男性のタイプを皆さんにご紹介したいと思います。ベトナム人の女の子と付き合いたい方は、ぜひ最後まで見てください。じゃあ一緒に行きましょう。ベトナム語の発音が難しい？オンライン講座サイト、ラクラクベトナム語 .com。Em đang xem cái gì thế? Cô bé hay nhỉ? Em đang xem phim ạ. Ô cái gì thế này? Tuyết à? Ở Việt Nam mà cũng có tuyết à? Tuyết là mà tuyết. Thế đầu em bị làm sao đấy? Anh mới không gội đầu một tuần em ạ. Hả? Em hơi có nhiều đứa yêu. この子にとっても交際相手を判断するのに男性の外見は必要事項の一つです。見た目がよく明るいと彼女たちに良い印象を与えます。外見が良くなければ少なくとも身だしなみを整えたり体を清潔に保ったりした方がいいです。清潔感を保つだけでも女の子に大きな印象を与えます。Ồn ào thế nhỉ? Ồn ào cái gì anh? Chắc là con bé đang bị lạc. Sao cháu lại khóc thế? Bố mẹ cháu đâu rồi? Ở đằng kia. Thôi đi về đi. Anh ghét đến chị con khóc á. Ok anh. Ô, sao con lại khóc thế? Bố mẹ con đâu rồi? Ở đằng kia. Thôi đừng khóc nữa. Chú cho con cái kẹo này này. Đừng khóc nữa nhá.子どもたちへの思いやりや愛情は周りの人たちと仲良くする温かい男性を表します。また将来の自分の子どもへの面倒見が良いことも示しています。Alo, sao mẹ suốt ngày gọi cho con thế? Con đã ăn cơm chưa? Mẹ còn câu nào khác không? Suốt ngày hỏi câu này. Con bận lắm, con tắt máy đây. Alo. Bố mẹ đã ăn cơm chưa ạ? Mẹ ăn rồi. Dạo này bố mẹ có khỏe không ạ? Dạo này lưng mẹ đau lắm, không thể ngồi được. Ô, thế mẹ đã đi bệnh viện chưa? Cần gì phải đi bệnh viện làm gì, tốn kém lắm. Không được, mẹ phải đi bệnh viện chứ. Không cần, mẹ không đi đâu. Không được, mai con nghỉ làm con đưa mẹ đi bệnh viện nhá. 親孝行をする男性は将来愛妻家になる可能性が高いと言われています。だから女の子たちは家族愛が強い男性が大好きなんです。Ơ sao hôm nay anh về sớm đấy? Anh nghỉ việc rồi. Ơ sao tự nhiên anh lại nghỉ? Hôm nay anh cãi nhau với trưởng phòng nên anh nghỉ luôn. 3 days later. Hôm nay anh không đi làm à? Anh nghỉ việc rồi. Sao lại nghỉ? Công việc chán lắm, anh không muốn đi làm nữa. 3 weeks later. Anh không định đi tìm việc à? Anh định cứ mãi như này à? Anh không muốn làm việc đâu. Khi nào anh muốn làm việc, anh sẽ tìm việc sau.
Muộn rồi, anh đi ngủ đi. Em đi ngủ trước đi. Sắp tới anh phải phụ trách một dự án quan trọng nên là phải tìm hiểu thêm nhiều thứ nữa. Anh đừng thức muộn quá nhá. Em đi ngủ trước đây. Ừ. À, dự án anh nói với em hôm trước ấy, được thông qua rồi em ạ. Anh đang được giám đốc cân nhắc lên trưởng phòng. Ôi thật à? Chúc mừng anh nhá. Hôm nay anh muốn ăn gì? Để em nấu cho anh. 常に向上心があり、努力する意志を持っていれば、女の子たちは男性を誇りに思うでしょう。そのような男性は、彼女たちにとって安心して頼れる理想の男性像でもあります。Anh ơi, anh thấy cái váy này đẹp không? Đẹp. Mùng 8 tháng 3, anh mua tặng em nhá. Tặng cái gì mà tặng? Em còn một đống váy trong tủ chưa mặc đến nữa kìa. Nhưng mà... Thôi, anh đang bận lắm, để anh làm việc đi. Vào mùng 8 tháng 3. Ôi, sao anh biết em thích cái váy này? Anh là người yêu em, sao lại không biết em thích cái gì? Đúng là người yêu của em. Cảm ơn anh nhiều nhá. Thế này nhiều ý tế, 女の子たちは誰でも彼氏に自分のことを気にかけてほしいものです。時には小さなプレゼントをあげるだけでも彼女たちは感動してくれるでしょう。ではこの動画はここまでです。この動画はいいと思ったらいいね、またチャンネル登録をお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。